Chỉ 9X mới hiểu những tiết mục văn nghệ huyền thoại một thời, gợi ý lý tưởng cho hội Gen Z chào mừng năm học mới. Gen Z bây giờ giỏi lắm nhá. Khai giảng hay các ngày lễ là sẽ có 1001 màn biểu diễn cực tài năng. Nhưng chắc chắn thế hệ 9X sẽ không thể nào quên được những huyền thoại này đây. Đầu tiên là những màn cover K-pop Just a Natural chơi người rơi nha. Không làm bad boy bad girl nữa, mình theo style con ngoan trò giỏi này nha. Với team thích lá hoa thì chắc chắn là sẽ bùng lụa rực rỡ rồi. Còn trang điểm thì sao? Nhất định phải là màu mắt xanh, còn môi màu đỏ, với cả buộc tóc hai bên nữa nha. Các bạn thấy sao? Ai là dân 9X thì comment ngay điểm danh thôi nào. Và đừng quên like, share và subscribe để cùng Tám TV cập nhật những tin tức thú vị bạn nhé.